bán tầm bao nhiêu trứng nha cô? Khoảng trăm mấy. Trăm mấy, dạ. Chủ yếu là chắc các bạn trẻ nhiều cô ha. À dạ. Các bạn thèm ăn cũng được nè, buồn ăn cũng được, vui ăn cũng được, mà đi ăn xả xui cũng được nha các bạn. Thường thường là mình chiên vậy là bao lâu nó mới chín cô? Mấy phút à. Dạ, nó chín sẵn rồi thì mình chiên lên cho bột nó chín thôi chứ nó nóng ở trong. Ừ. Tại mình chiên sẵn nó khách nó vô đông luôn. Dạ. Làm sẵn. Dạ. Cái này là trong nhà mình luộc cho chín sẵn xong rồi khách đến mình chiên, hoặc mình chiên trước chút xíu đó cô. Huyền thao luôn các bạn, hấp dẫn chưa? Cái này cô có bán trên app không? Không. À, mình bán khách trực tiếp lại mua ăn hoặc mang về thôi. Cô không bán trên app. Dạ. Nếu cô bán trên app thì cô bán đã bán lâu rồi. À, con thấy người ta bán trên app đông lắm đó cô. Mình bán cũng được. Mình dạ. Từ nào giờ thì mình bán vậy thôi. Đó, cô để xong rồi cô để vô bột các bạn. Món này là cô bán thì mười mấy năm nhưng mà mình thì mới nghe các bạn. Mấy bữa nay trên mạng xã hội gần cái món này luôn. Ngày gầm đồ mình có bán không cô, hay bán luôn hay là mình nghỉ? À, ngày gầm vẫn bán. Rất là gọn luôn các bạn. Trong ngày thì bắt đầu chắc con nghĩ chắc 5-6 giờ tối cho chiều tới tối mới đông con ha. Băng tại buổi trưa thì sợ nắng hơi nóng xíu. Quá trưa thì đông. À buổi trưa thì đông. Buổi trưa thì lúc 3 giờ 2 giờ 7 2 giờ cũng có đông. Dạ. Đó các bạn, bắt đầu là bột nó bắt đầu chuẩn bị chín các bạn, hồi chuyển qua vàng là cô sẽ vớt ra các bạn. Cái chảo này sẽ được 2, 4, 6, 8. Cô đang để là 8 trứng các bạn. Cái này là bột gì vậy cô? Bột chiên giòn. Dạ. Cái này là mình có nêm nếm khẩu vị chưa hay là khẩu vị nằm trong cái sốt cô? Trong cái sốt. À dạ. Khách thích ăn món khẩu vị nào thì mình lấy sốt đó. Chị gái lấy bàn ra thêm các bạn. À, mấy em học sinh bên kia là gần 10 người luôn. À, khách bên này cũng gần 10 người nữa các bạn. Lấy đi con thiếu, cô lấy đi. À, cái này là nướng mắm nè các bạn. Còn sốt me thì trong bên trong kia. Con trai ơi, con trai. Ba mắm. Bên. Đây. Rất là đơn giản luôn các bạn. Gọn. Full chỗ luôn. Xe thì các bạn đậu ở trước chỗ giáo xứ nè các bạn.
cứ thấy nó vàng lên là được rồi hả cô? Ừ. Dạ. Nó vàng rồi thì được, mà nếu muốn ăn tròn nữa phải để cho nó đen. À dạ. Đó, đây nè các bạn, một cái tô bột của cô. Bên đây là me, sốt me. Bên đây là trứng vịt nè. Đó. Còn ở đây là rau găm. Cái góc làm việc của cô rất là đơn giản luôn các bạn. Lý tưởng. Không cầu kỳ, không cần nhiều dụng cụ. Cái chảo này là nhiều nhất là được bao nhiêu trứng cô? 10 trứng, 17 trứng á. Dạ. Tại có chảo to nhưng mà cô không thích làm. Dạ. Cái này thì nó gọn vừa tầm ha. Cái chảo này nó làm mấy chục năm rồi thì tưởng lẽ mình bỏ nó đi. Dạ. Còn mấy chục năm mà còn nhìn mà bóng sáng đẹp, sạch sẽ cả. À, mình chiên chưa chín xong mình để ra cho nó ráo dầu hả cô? Ừ. Dạ. Đó, đây là sốt me này các bạn. Nhiều người không biết là kêu sô-cô-la. À, sô-cô-la. Kia đang làm nó phải không có đủ cho nó phải đợi. À, khi chiên xong là để vô cái gỗ cho nó gõ dầu rồi các bạn. Ba cái đủ nè. Anh làm YouTube. Ủa em vô đem ngồi à, nè. Khách nè các bạn. Gái xích lên cô làm, cô chiên không kịp luôn. Cô tăng cường thêm một chảo nữa các bạn. Khách đông quá rồi là một chảo không kịp. Ừ. Em ở nhà nó chưa sớm nhưng mà thank you.
Thôi cho con 4 trứng hai me hai 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 mắm đi, con mang về. Dạ. Dạ. Cho khách trước đi. Dạ. Đây cái này vàng đẹp đây nè. Ngon lành các bạn. Cô không mặc áo dài tay, cô cũng không mang bao tay luôn. Dạ. Yeah. Giờ cứ thấy chỗ trống là vô ngồi đặt đặt chỗ trước cho chắc. Vậy luôn á hả? Vui. Đó, các bạn.